Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn truyền hình Vĩnh Long để cập nhật tin tức đầu ngày mới. Chương trình chào buổi sáng hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 12 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Khai mạc tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023 với chủ đề kiến tạo dữ liệu số, thúc đẩy liên kết vùng. Sự kiện thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự là đại diện các bộ, ngành, trung ương, cơ quan quản lý nhà nước và nhiều hiệp hội tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp uy tín trên cả nước. Thanh Hóa đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Cảnh báo các hành vi lừa đảo liên quan đăng kiểm. Chủ động ứng phó với rét đậm rét hại khu vực Bắc Bộ. Thưa quý vị, tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023 với chủ đề kiến tạo dữ liệu số, thúc đẩy liên kết vùng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa khai mạc vào ngày hôm qua. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm dữ liệu số quốc gia. Diễn ra trong 2 ngày từ ngày 14 cho đến ngày 15 tháng 12, sự kiện có hơn 20 hoạt động, thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự là đại diện các bộ ngành trung ương, cơ quan quản lý nhà nước và nhiều hiệp hội tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp uy tín trên cả nước. Đặc biệt, tại các phiên hội thảo chuyên đề, hơn 50 chuyên gia diễn giả hàng đầu về chuyển đổi số, lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp sẽ giới thiệu, chia sẻ và đóng góp nhiều giải pháp thiết thực về kiến tạo dữ liệu số, thúc đẩy liên kết vùng, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, kiến tạo và khai thác dữ liệu số, tạo đột phá phát triển du lịch văn hóa, quản trị và khai thác dữ liệu số ngành y tế. Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023 còn có hoạt động triển lãm công nghệ với 30 gian hàng, trưng bày các tiện ích chuyển đổi số của địa phương cùng với các giải pháp chuyển đổi số từ nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn và các ý tưởng, sản phẩm công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị, du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp ngày càng được khẳng định có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần tạo nhiều việc làm, mang lại thu nhập thường xuyên cho người lao động, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu ngân sách địa phương và thu hút vốn đầu tư và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ. Liên quan du lịch ẩm thực làng nghề Bắc Ninh 2023 vừa được khai mạc vào tối qua tại công viên Hồ Điều Hòa Văn Miếu ở thành phố Bắc Ninh, thu hút hơn 100 gian hàng ẩm thực làng nghề đến từ 13 tỉnh thành trên cả nước. Liên quan có sự tham gia của 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch ẩm thực, du lịch làng nghề, trong đó 60 gian hàng của Bắc Ninh và 40 gian hàng đến từ 12 tỉnh thành phố khác, góp phần trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng, tour tuyến, điểm du lịch tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm ẩm thực nổi tiếng của Bắc Ninh và các vùng miền trong nước. Còn tại thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang, tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng khai mạc Ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023. Sự kiện nhằm giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, điểm đến hấp dẫn, ẩm thực phong phú của tỉnh An Giang nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung đến với người dân và du khách. Diễn ra trong 5 ngày từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12, Ngày hội thu hút 100 doanh nghiệp đến từ 19 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày 200 gian hàng. Các mặt hàng tham gia ngày hội của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề đã được 19 tỉnh thành chọn lọc giới thiệu, đảm bảo mang những sản phẩm đạt chất lượng đến với người tiêu dùng. Điểm nhấn trong ngày hội năm nay là khu gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm của 19 tỉnh thành phố trong cả nước và cụm gian hàng tái hiện đời sống văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc đến từ nhiều tỉnh. Sau 5 năm triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP, đến nay thì tỉnh Thanh Hóa có 445 sản phẩm OCOP. Với kết quả này, tỉnh Thanh Hóa chỉ xếp sau thành phố Hà Nội và vươn lên đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Hiện 27 trên 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đều có sản phẩm OCOP, trong đó có một sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Riêng năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có thêm 153 sản phẩm OCOP. Mục tiêu của tỉnh đến năm 2025 có trên 559 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, 5 sản phẩm đạt 5 sao, trên 50% sản phẩm được củng cố và nâng cấp đã được đánh giá và phân hạng. Bình quân mỗi huyện, thị xã, thành phố có một điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.
Thưa quý vị, 10 năm qua, công tác khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới. Đây là đánh giá được đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành nghị định số 45 của Chính phủ về khuyến công do Bộ Công Thương tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Ngay sau khi nghị định được ban hành, hoạt động khuyến công nhận được sự quan tâm của các ngành các cấp, mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thúc đẩy cho doanh nghiệp tức là thay đổi cái tư duy, nhận thức, rồi tiếp cận với cái nguồn lực thông tin. Chúng tôi được nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa từ phía Bộ Công Thương thông qua như một số các hoạt động, như các hoạt động về xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra thì Bộ còn có các hoạt động về hỗ trợ sau đầu tư về hoàn thiện hơn nữa về máy móc trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hóa sản phẩm. Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nghị định vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, công tác phối hợp giữa các sở ngành, các đơn vị liên quan ở một số địa phương chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả. Do đó, cần sớm có các giải pháp kịp thời để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025. Thực hiện Nghị định 75 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 146 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Từ ngày 3 tháng 12 năm nay thì đã có thêm 5 trường hợp được hưởng bảo hiểm y tế 100% và 95%. Theo đó thì 2 trường hợp hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh được bổ sung là người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người dân xã An Toàn Khu, dùng An Toàn Khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia mà không được thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. 3 trường hợp hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh gồm người phục vụ, người có công với cách mạng sống ở gia đình, vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã, khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tại Vĩnh Long thì ngành bảo hiểm xã hội đã cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã quyền lợi, nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 3.400 người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc theo quy định của Nghị định 75. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thời gian gần đây thì nhiều đối tượng giả mạo nhân viên các trung tâm đăng kiểm gọi điện đến các chủ xe tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo là ô tô chuẩn bị hết hạn đăng kiểm kiểm định phải gia hạn đăng kiểm, đồng thời yêu cầu chủ xe chuyển một khoản phí nhất định là từ 100.000 cho đến 150.000 đồng rồi chiếm đoạt số tiền này. Các đối tượng cũng nắm khá rõ thông tin của chủ phương tiện như là họ tên, biển số xe, địa chỉ, thời gian xe hết hạn đăng kiểm, khiến cho phần lớn người dân không nghi ngờ. Và những hành vi lừa đảo gian dối liên quan đăng kiểm với thủ đoạn tinh vi này vừa được công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo đến người dân. Theo thông tin cảnh báo từ công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, nếu chủ phương tiện tin và làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn qua hệ thống chuyển phát nhanh. Sau đó người nhận thông qua shipper chuyển lại 100 cho đến 150.000 đồng cho đối tượng. Nhiều nạn nhân đã chuyển khoản cho đối tượng, một số còn bị lừa mua bảo hiểm bắt buộc cho ô tô hoặc nhờ đóng hộ phí đường bộ. Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi nhận được các cuộc gọi lạ, yêu cầu chuyển khoản để tránh mất tiền. Khi phát hiện hoặc nghi vấn đề lừa đảo thì cần phải báo ngay cho công an. Tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện quy định xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về hóa đơn chứng từ, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khi bán cho khách hàng phải thực hiện lập hóa đơn khi kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Đồng thời, người bán phải lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Cơ quan thuế cũng sẽ phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị liên quan khác
tăng cường thanh tra kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời cho chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12, khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C, cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại. Tuyệt đối là không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như là tại một số địa phương trong những năm gần đây. Có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh.